Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một đường dây hoạt động vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất liên huyện, liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài do đối tượng Nguyễn Thế Ngọ, trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc cầm đầu, với thủ đoạn đưa ma túy vào địa bàn, chia nhỏ, bán lại cho các con nghiện tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Đạo Oai, Bảo Lâm, Di Linh. Sau thời gian dài lập án đấu tranh, ngày 21 tháng 9, các lực lượng đồng loạt phá án, bắt giữ Nguyễn Thế Ngọ và Hoàng Văn Giang, trú tại xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc, khi hai tên này vừa nhận ma túy là heroin được ngụy trang trong hộp bánh trung thu tại khu vực thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Ngọ và Giang khai nhận vừa nhận số ma túy trên mua từ Trần Tiến Hà, hiện ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện thu giữ một hộp bánh trung thu, bên trong có 5 gói ni lông chứa heroin với trọng lượng gần một bánh, một gói ni lông bên trong chứa ma túy dạng đá, một súng điện, một cân tiểu ly, 3 điện thoại di động, 3 xe máy và các đồ vật liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thế Ngọ, Hoàng Văn Giáng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Tiến Hà về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.